Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính: nông dân xã Đại Đình nâng cao thu nhập từ trồng hoa cây cảnh; công an tỉnh tăng cường thực hiện nghị định 36 CP của chính phủ về quản lý sử dụng pháo; Mỹ cam kết mở rộng chiến dịch chống IS; Nga sẵn sàng thảo luận với OPEC về tình hình giá dầu. Sau đây là nội dung chi tiết. Hội cựu chiến binh khối doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Trong năm 2015, Hội cựu chiến binh khối doanh nghiệp tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển kinh tế doanh nghiệp, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Tổ chức động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí, tinh thần tự lực tự cường, đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu. Các cựu chiến binh luôn tự ý thức nâng cao tay nghề, cập nhật kiến thức, đoàn kết, hỗ trợ nhau trong công việc. Đến nay, trong hội không có hội viên nghèo. Nhiều hội viên cựu chiến binh luôn tích cực lao động sản xuất và tạo việc làm cho con em các cựu chiến binh khác. Không những thế, các hội viên còn tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Đến nay có tới 98% số gia đình hội viên cựu chiến binh khối doanh nghiệp đạt gia đình văn hóa. Công tác đền ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ cũng được các cấp hội quan tâm. Hội nghị đã triển khai nhiệm vụ công tác hội năm 2016 và tổ chức ký giao ước thi đua. Những năm gần đây, nông dân xã Đại Đình, huyện Tam Đảo đang đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, khai thác tối đa tiềm năng lao động của địa phương, góp phần nâng cao thu nhập. Thực hiện chủ trương đó, Hội nông dân xã Đại Đình đã khuyến khích các hội viên đầu tư xây dựng các mô hình trồng hoa, cây cảnh nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Đến nay, toàn xã đã có gần 200 mô hình trồng hoa, cây cảnh đang phát triển mạnh và đem lại hiệu quả kinh tế cao, nhất là vào dịp cuối năm như vườn hoa của gia đình ông Nguyễn Văn Minh, thôn Đền Thõng, trồng hoa đỗ quyên và hoa hải đường, mỗi năm cho thu nhập trên 200 triệu đồng. Hoa đỗ quyên này thì nó là một cây hoang dã ở trên rừng. Đấy. Chúng tôi coi như tự tạo được cái nguồn giống và mang về đây là được vài hộ anh em tôi là làm lên. Nên là cây hoa này nó là cây tự nhiên nên cái nguồn mà để mình coi như là mình trồng thì cái nguồn phân bón là rất ít vì nó là hoang dã. Nên cái nguồn thu hoạch của chúng tôi là về mùa xuân này thì bán lợi nhuận là chúng tôi là rất là lãi. Đấy. Hàng năm thu hoạch là nhất là cao. Nhờ chủ trương phát triển kinh tế theo mô hình trồng hoa, cây cảnh đã giúp xã Đại Đình khai thác có hiệu quả thế mạnh của địa phương. Từ đó, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Nhằm chia sẻ và động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thêm niềm vui khi Tết đến xuân về, Đoàn Thanh niên Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Trongway, khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên tặng 50 suất quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại trường tiểu học xã Thanh Chủ, thành phố Vĩnh Yên và trường tiểu học trung học cơ sở xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường. Đây là phần quà ý nghĩa dành cho các em là những học sinh nghèo, nhiều em bị mồ côi cha mẹ, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn nhưng vẫn chăm ngoan học giỏi. Mỗi em học sinh được nhận một phần quà trị giá 500.000 đồng và một tập vở với tổng số tiền trao tặng là hơn 25 triệu đồng. Trong những ngày nó thời tiết nó khắc nghiệt như thế này mà với cái tình xuân ấm áp mà sắp đến Tết của tất cả dân tộc Việt Nam mà các em lại có những cái hoàn cảnh nó khó khăn như vậy mà lại nhận được những cái tấm lòng từ các cơ quan, các công sở, nhất là sự quan tâm của Đoàn Thanh niên Sở Phòng cháy chữa cháy đã quan tâm đến nhà trường và giúp các em vững bước trong những cái ngày giá rét này. Thay mặt cho các bạn được nhận quà, em xin cảm ơn các nhà hảo tâm, nhà tài trợ đã dành tặng cho chúng em những món quà hết sức ý nghĩa. Những món quà có giá trị vật chất tuy không lớn nhưng mang tính nhân văn sâu sắc của tuổi trẻ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh với mong muốn chung tay chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, động viên hỗ trợ các em học sinh nghèo được vui xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc ấm áp, đồng thời tiếp thêm nghị lực và động viên tinh thần để các em học sinh cố gắng vượt qua những khó khăn để trở thành những con ngoan trò giỏi. Qua công tác nắm tình hình cho thấy, tình trạng sản xuất buôn bán vận chuyển sử dụng trái phép các loại pháo trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm lực lượng công an, quân sự, quản lý thị trường, tài nguyên môi trường, cục thuế tổ chức kiểm tra việc quản lý sử dụng pháo, góp phần đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bình Thân 2016. Trong gần một tháng,
đoàn liên ngành đã trực tiếp kiểm tra việc thực hiện Nghị định 36 CP của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Tập trung vào các biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể như kết quả công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng tại địa phương. Việc triển khai tổ chức ký cam kết đến quần chúng nhân dân. Đoàn liên ngành cũng tiến hành kiểm tra tại các chợ, trung tâm thương mại, các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh, các phương tiện lưu thông nhằm phát hiện, ngăn ngừa, thu giữ và xử lý kịp thời các trường hợp vận chuyển trái phép các loại pháo, thuốc pháo, nguyên liệu làm pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm. Sau khi có văn bản chỉ đạo của Bộ Công an về việc tăng cường phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, phòng P64 đã chủ động báo cáo và tham mưu Ban giám đốc Công an tỉnh, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và có quyết định thành lập đoàn liên ngành thực hiện Nghị 36 CP của Chính phủ về chống hành vi liên quan đến pháo, vệ sinh an toàn thực phẩm, vân vân. Đoàn liên ngành đã tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện thị làm tốt công tác tuyên truyền đối với nhân dân, các cơ quan, đơn vị, trường học chấp hành nghiêm Nghị 36 CP của Chính phủ, không mua bán, vận chuyển, sản xuất và đốt các loại pháo, tiến hành kiểm tra các công tác triển khai đối với các ủy ban nhân dân, công an các huyện, thành thị về công tác triển khai Nghị 36 CP về đấu tranh chống các hành vi vi phạm liên quan đến pháo, tổ chức ký cam kết đối với các hộ dân, các cơ quan, trường học, đơn vị không đốt các loại pháo. Công tác kiểm tra kho vật liệu nổ của các đơn vị đóng trên địa bàn cũng được quan tâm nhằm quản lý chặt chẽ vật liệu nổ, phát hiện, phòng ngừa những yếu tố phức tạp về an ninh trật tự. Bên cạnh đó, đoàn liên ngành đã tích cực tổ chức kiểm tra việc tuyên truyền thực hiện Nghị định 36 của các trường học nhằm ngăn chặn nhóm đối tượng là học sinh, sinh viên sử dụng pháo nổ trái phép. Hoạt động kiểm tra của đoàn liên ngành đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai Nghị định 36 CP của Chính phủ. Cho đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp đốt pháo nổ trái phép. Hoạt động của đoàn liên ngành sẽ tiếp tục được duy trì đến giữa tháng 3 năm 2016. Chuyển sang phần tin quốc tế. Mỹ sẽ mở rộng cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ra ngoài biên giới Iraq và Syria sang Libya nếu cần thiết. Thông tin trên được Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa ra sau khi có nhiều thông tin về việc Washington đang cân nhắc những lựa chọn quân sự tại quốc gia Bắc Phi trên. Ngoài ra, Nhà Trắng nhấn mạnh Tổng thống Obama đã chỉ đạo Cố vấn An ninh Quốc gia duy trì các nỗ lực nhằm tăng cường kiểm soát và hỗ trợ các chiến dịch chống khủng bố tại Libya và một số quốc gia khác, những nơi mà IS đang tìm cách đẩy mạnh sự hiện diện của mình. Cũng trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cũng cho biết IS đã hiện diện tại một số khu vực của Libya. Nhiều dấu hiệu cho thấy IS đang tuyển quân tại đây, trong đó có rất nhiều chiến binh nước ngoài mới tham gia tổ chức này. Theo đánh giá của Bộ Quốc phòng Mỹ, bước đi tiếp theo của IS tại Libya sẽ tổ chức các đợt huấn luyện khủng bố cho số binh sĩ này, điều mà chúng ta đã làm tại Iraq và Syria những năm trước đây. Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết Moscow sẵn sàng tham gia cuộc họp với OPEC nhằm phối hợp ứng phó với tình hình giá dầu xuống mức thấp kỷ lục. Trước đó, các nước thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC cho biết đang cố gắng tổ chức một cuộc họp vào tháng 2 năm 2016 với sự tham dự của các quốc gia thành viên, cũng như các quốc gia không phải là thành viên của tổ chức này, nhằm tìm giải pháp cho bối cảnh giá vàng đen liên tục lao dốc. Trong cuộc họp này, các nước dự kiến sẽ thảo luận về tình hình thị trường dầu thô và những khả năng phối hợp trong việc khai thác và sản xuất nguồn nhiên liệu này. Ngoài ra, nhiều khả năng các bên cũng sẽ thảo luận đề xuất việc cắt giảm 5% sản lượng dầu thô tại các nước xuất khẩu mặt hàng này nhằm làm giảm đáng kể nguồn cung toàn cầu. Phát biểu tại cuộc họp báo bên lề hội nghị thượng đỉnh cộng đồng các quốc gia Mỹ Latin và vùng Caribe CELAC đang diễn ra tại thủ đô Quito của Ecuador, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos khẳng định chính phủ sẽ nhanh chóng tiến hành hòa đàm với quân đội giải phóng quốc gia, lực lượng vũ trang nổi dậy lớn thứ hai tại Colombia. Ông cũng từ chối không trả lời báo giới về những nội dung đã thỏa thuận với quân đội giải phóng quốc gia bởi cho rằng những gì đã đàm phán có tính chất bí mật và có một số điểm mà hai bên cần phải xác định. Ông cho biết Ecuador có thể là quốc gia trung gian để hai bên tiến hành hòa đàm và bày tỏ cảm ơn thiện chí của Tổng thống Rafael Correa. Ngoài ra, Tổng thống Santos cũng cảm ơn sự ủng hộ của các nước thành viên CELAC với tiến trình hòa đàm đang vào ở giai đoạn chót. Với tiến trình hòa đàm đang ở vào giai đoạn chót giữa chính phủ Colombia
với lực lượng vũ trang cách mạng Colombia FARC thông qua việc cử đại diện tham gia phái bộ của Liên Hợp Quốc giám sát ngừng bắn song phương và giải giáp vũ khí. Cuba đã hoan nghênh việc Mỹ dỡ bỏ tất cả các hạn chế tài chính liên quan tới hoạt động xuất khẩu của La Habana và cho phép thực hiện các chuyến bay chính thức giữa hai nước. Theo Nhật báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, chính phủ Cuba hoan nghênh động thái này, song cho rằng chính quyền Washington vẫn cần có thêm các bước đi nữa nhằm dỡ bỏ phong tỏa kinh tế. Bài báo nhận định, gói biện pháp mới của chính quyền Tổng thống Obama là một bước tiến nữa đối với cả hai nước và khẳng định triển vọng Mỹ hợp tác để dỡ bỏ lệnh cấm vận chống Cuba. Trước đó, Bộ Thương mại và Tài chính Mỹ thông báo sẽ dỡ bỏ những hạn chế trong việc cung cấp tài chính và chi trả cho một số mặt hàng xuất khẩu và tài xuất được ủy quyền sang Cuba, ngoại trừ các mặt hàng nông nghiệp hay hàng hóa. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã quyết định hạ lãi suất cơ bản xuống âm 0,1%. Đây là lần đầu tiên nước này áp dụng lãi suất âm. Động thái hạ lãi suất này nhằm mục đích kích thích kinh tế và duy trì mức độ tăng khối lượng tiền ở khoảng 80.000 tỷ yên, tương đương 660 tỷ đô la Mỹ. Theo một tuyên bố từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, cơ quan này có thể sẽ cắt giảm lãi suất hơn nữa nếu điều này là cần thiết. Quyết định trên được đưa ra khi lạm phát ở Nhật Bản ở mức thấp hơn 2% mà Ngân hàng Trung ương nước này đặt ra. Thị trường tài chính toàn cầu không ổn định. Trong khi đó, số liệu sản xuất của Nhật Bản trong tháng 12 năm 2015 cũng cho thấy sự sụt giảm mạnh hơn dự kiến. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3,3% trong tháng 1 năm 2016. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.